Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một video vào cáp thang máy khi cáp tải bị bật ra khỏi rãnh ly. Trong trường hợp này thì anh kỹ thuật đã dùng một thanh thép để phối hợp với việc di chuyển UD lên xuống để đưa cáp thang máy vào trong rãnh ly một cách rất đơn giản, rất là phù hợp với những anh em kỹ thuật xử lý trong trường hợp mà cáp tải bị bật ra khỏi rãnh ly. Video rất hữu ích, có thể giúp cho các bạn kỹ thuật xử lý vấn đề nhanh, gọn và hiệu quả rất là cao. Nếu thấy video hữu ích, hãy like và chia sẻ để chúng tôi có thể ra những video chất lượng hơn. Cảm ơn các bạn.